vào ngày 29 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Ngay sau đây là toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại sự kiện quan trọng này. Thưa các vị đại biểu, thưa đồng chí, đồng bào và các bạn quốc tế. Hôm nay trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình Chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 79 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại sứ, các nhà ngoại giao, trường đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào cả nước. Kiều bào ta ở nước ngoài, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa đồng chí, đồng bào và các bạn quốc tế. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Suốt 79 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo tiếng gọi của người, vang vọng lời thề độc lập với tư tưởng bất hủ, không có gì quý hơn độc lập tự do, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng, được cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội từ một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, khiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong top 20 quốc gia trên thế giới, mắt xích quan trọng trong 16 hiệp định thương mại tự do FTA, gắn kết với 60 nền kinh tế chủ chốt của khu vực và toàn cầu. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc P5, các nước lớn và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu việt nam được liên hợp quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công một điểm sáng về soạn đói giảm nghèo không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân có được những thành tựu vĩ đại sau 79 năm thành lập nước là do tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập tự do, hạnh phúc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đồng thời dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, luôn trung thành tuyệt đối và vô hạn với lợi ích của dân tộc, của nhân dân như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh Ngoài lợi ích của Tổ quốc của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác, đã chèo lái con thuyền cách mạng đưa đất nước Việt Nam vượt qua mọi thác gành, lập nên nhiều kỳ tích. Nhìn lại chặng đường 79 năm qua, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta của các bậc tiền bối trong đó có cố tổng bí thư nguyễn phú trọng của hàng triệu anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội và nghĩa vụ quốc tế cao cả những đóng góp to lớn của nhân dân những người đã quên mình trong lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta mãi mãi ghi nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới đã dành cho Việt Nam. Thưa đồng chí, đồng bào và các bạn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang ra sức phấn đấu bất tốc sớm về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hướng tới kỷ niệm 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước, quyết tâm thực hiện hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, này là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được sống trong môi trường an ninh, an toàn, an tâm, không ai bị bỏ lại phía sau thực hiện đúng ước nguyện trong di trúc của bác hồ đó là toàn đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới trong bối cảnh tình hình thế giới có những cơ hội song cũng xuất hiện nhiều khó khăn thách thức dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam phát huy tinh thần tự chủ tự tin tự lực tự cường tự hào dân tộc lấy đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực huy động mạnh mẽ sức dân gắn kết chặt chẽ ý đảng với lòng dân làm nền tảng nhất định việt nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không ngừng phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa duy trì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới đảng nhà nước và nhân dân việt nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ hợp tác chặt chẽ của bạn bè đối tác và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới với vai trò cầu nối thúc đẩy của các nhà ngoại giao trường đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức tận dụng cơ hội chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững định hình một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng dựa trên các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế Cuối cùng, xin chúc các vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế sức khỏe, hạnh phúc, cùng đồng hành trên con đường xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Xin trân trọng, cảm ơn. Tối 29 tháng 8, tại nhà hát Hồ Gươm, Đảng, nhà nước long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương. Dự lễ kỷ niệm có các đại sứ, đại biện, trường đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân. Đặc biệt, tham dự lễ kỷ niệm còn có những bậc lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, người lao động. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm cho biết, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Suốt 79 năm qua, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với đoàn kết quốc tế trong sáng, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từ một vùng đất chưa có tên trên bản đồ thế giới, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành biểu tượng hòa bình, ổn định, hiếu khách, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách quốc tế. Từ một nền kinh tế lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên lọt vào top 40 nền kinh tế hàng đầu, có quy mô thương mại trong top 20 quốc gia trên thế giới, mắt xích quan trọng trong 16 hiệp định thương mại tự do, FTA, gắn kết với 60 nền kinh tế chủ chốt ở khu vực và toàn cầu. Từ một đất nước bị bao vây cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước, trong đó có tất cả thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bên năm, các nước lớn và là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, Việt Nam được liên hợp quốc và bạn bè quốc tế xem như một câu chuyện thành công, một điểm sáng về xóa đói giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có được những thành tựu vĩ đại sau 79 năm thành lập nước là do tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập, tự do, hạnh phúc của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Việt Nam đang ra sức phấn đấu bứt tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hướng đến kỷ niệm 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhất định Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới kỳ nguyên vươn mình của dân tộc không ngừng phấn đấu đóng góp nhiều hơn nữa duy trì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ hợp tác chặt chẽ của bạn bè đối tác và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức tận dụng cơ hội chung tay xây dựng một thế giới phát triển hòa bình và bền vững. Thay mặt đoàn Ngoại giao Đại sứ Saadi Salama đại sứ nhà nước Palestine, trưởng đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cho biết, năm nay, Quốc khánh Việt Nam diễn ra trong bầu không khí đặc biệt hơn khi thành phố Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về, mở ra một trang mới đầy tự hào trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đại sứ Saada Salama khẳng định, thời khắc thiêng liêng trên quảng trường Ba Đình cách đây 79 năm mãi mãi là mốc son trói lọi. Sự kiện hào hùng này không chỉ được khắc ghi trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam, mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho các dân tộc đang đấu tranh để giải phóng đất nước, cho công lý và chính nghĩa trên toàn thế giới. Đại sứ bày tỏ, năm nay, lễ kỷ niệm Quốc Khánh thêm phần lắng động khi những mất mát to lớn trước sự ra đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa qua đi. Hình ảnh về một nhà lãnh đạo liêm chính, khiêm tốn, giản dị, gần gũi, trí tuệ và đầy quyết đoán sẽ còn mãi. Theo ông Saada Salama, dù nền kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, những bước tiến vững chắc trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội và hội nhập sâu rộng với tinh thần lấy người dân làm trung tâm của Việt Nam đã khẳng định chính sách điều hành linh hoạt, phù hợp của chính phủ. Việt Nam đã đóng góp thể hiện vai trò quan trọng trong các chuỗi giá trị toàn cầu, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ và trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững nhất khu vực. Ông cũng ấn tượng về ngoại giao cây tre, một biểu tượng của sự mềm dẻo nhưng kiên cường, linh hoạt nhưng nhất quán, đã được Việt Nam thực hiện toàn diện, hiệu quả. Việt Nam tiếp tục khẳng định bản sắc và vị thế trên trường quốc tế, mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với bạn bè khắp thế giới. Lập trường trước sau như một trong giải quyết các vấn đề quốc tế trên tinh thần thượng tôn pháp luật, nhân văn, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, đã giúp Việt Nam có tiếng nói ngày càng quan trọng trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. Đây là kết quả của đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt của Việt Nam, là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Thay mặt đoàn ngoại giao, đại sứ khẳng định cam kết và quyết tâm trong việc tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam. Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc do dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam và nhà hát Hồ Gươm thực hiện. Nhiều bài hát, tác phẩm âm nhạc nổi tiếng Việt Nam ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh giới thiệu về đất nước con người Việt Nam, quốc ca hào hùng được trình diễn với dàn hợp sướng. Các tác phẩm rất đối quen thuộc như giải điệu Tổ quốc, bài ca Hy vọng, Tự nguyện, bài ca Hồ Chí Minh để lại ấn tượng với người nghe.